Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hà Nội bất ngờ xuất hiện mưa đá to, dông lốc rất lớn, nhiều cây gãy đổ. Tối 20 tháng 4 tại Hà Nội có mưa dông kèm gió lớn khiến nhiều cây lớn ngã như rạ tại khắp các tuyến đường của thủ đô. Tại số 58 Quán Sứ, Hoàng Kiếm, Hà Nội, một cành sấu lớn gãy đổ chắn ngang đường, rất may không va phải người đi đường. Tại phố Nhà Thờ, Nhà Chung, Hoàng Kiếm, Hà Nội, nhiều cây đổ đè hàng loạt xe máy đang đổ trên đường. Thông tin ban đầu, do mưa lớn trên cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, nước rút không kịp gây ngập ngay trên cầu. Theo bản tin lúc 20 giờ 40 phút tối nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa mưa to đến rất to. Dự báo trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40-70mm, có nơi trên 90mm. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành, với độ sâu phổ biến từ 15-30cm. Theo dự báo, chiều tối và đêm 21 tháng 4, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Vùng mưa sẽ tập trung chính ở vùng núi Trung Du, do nơi này chịu tác động mạnh từ vùng hội tụ gió. Một số nơi sẽ có lượng mưa khá, từ 15-30mm, thậm chí trên 50mm. Lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh vẫn có khả năng cao xảy ra. Ngoài ra, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên cũng có mưa dông trong chiều tối nay. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Các huyện vùng núi dễ có dông hơn vùng đồng bằng. Ở miền Bắc, nắng nóng chỉ còn xảy ra tại khu vực Tây Bắc như Điện Biên Phủ, Sơn La, Hòa Bình, Mai Châu với nhiệt độ cao từ 36-39°C. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố còn lại sẽ hết nắng nóng, nhiệt độ giảm khoảng 1 độ so với hôm qua. Sau cơn mưa vào tối và đêm qua 20 tháng 4, thời tiết sáng nay mát mẻ, đến trưa chiều mới chuyển sang oi bức. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-34°C. Ở miền Trung, nhiều nơi sẽ có nắng nóng gay gắt trong ngày cuối tuần. Thành phố Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ngãi đều từ 37-39°C. Riêng Đồng Hới và Đông Hà nắng nóng đặc biệt gay gắt 40°C. Nha Trang và Phan Thiết trời đỡ nóng hơn 34°C. Với khu vực Tây Nguyên, dự báo hôm nay cũng sẽ có nắng nóng ở các thành phố Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa. Nhiệt độ từ 35-36°C. Riêng Đà Lạt có địa hình cao nên nhiệt độ không quá 26°C. Chiều tối một vài nơi có mưa dông. Ở Nam Bộ, nắng nóng chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhiều nơi ở khu vực miền Tây hôm nay có mức nhiệt 35-36°C, trong khi các điểm ở miền Đông từ Đồng Phú, Biên Hòa, Tây Ninh đến Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh đều có nắng nóng gay gắt 37-38°C. Nhiệt độ ngoài trời sẽ cao trên 40°C. Trên biển, vịnh Bắc Bộ hôm nay có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa trời nắng, gió không quá cấp 5. Nắng nóng gay gắt khắp Đông Nam Á chưa xác định được thời điểm hạ nhiệt. Ngay đầu mùa hè 2024, nhiều quốc gia Đông Nam Á đã phải ban hành cảnh báo do hiện tượng thời tiết nắng nóng kéo dài. Theo đó, đây là khu vực dễ bị tổn thương và chịu tác động lớn nhất từ biến đổi khí hậu. Ngay đầu hè 2024, mức nhiệt đã tăng cao, kéo theo nắng nóng, hạn hán ở nhiều quốc gia trong khu vực. Các nhà khoa học cảnh báo làn sóng nhiệt hiện tượng thời tiết nắng nóng kéo dài này có thể kéo dài trong năm nay. Bên cạnh đó, mặc dù nhiệt độ trung bình ở Đông Nam Á vẫn tăng lên theo mỗi thập kỷ kể từ năm 1960, các chuyên gia đánh giá điểm đáng lo ngại nhất của làn sóng nhiệt này là thời gian kéo dài và chưa xác định được thời điểm hạ nhiệt. Cụ thể, nhà khí hậu học Massimiliano Herrera lưu ý, Đông Nam Á đang ghi nhận mức nhiệt tăng cao chưa từng thấy, khoảng cách giữa các đợt nắng hạn cũng đang rút ngắn hơn so với trước đây. Lý giải về điều này, các nhà nghiên cứu từ nhóm nghiên cứu khí hậu Thụy Sĩ IQE cho rằng đợt nắng nóng hiện tại là do sự kết hợp của các yếu tố bao gồm biến đổi khí hậu do con người gây ra và sự kiện El Nino. Trong đó, Thái Lan là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất trong làn sóng nhiệt năm nay. Các dự báo cũng chỉ nắng nóng ở Thái Lan đang ở mức đặc biệt nghiêm trọng. Theo ông Herrera, nhiệt độ ở Thái Lan tiếp tục tăng cao không ngừng trong 13 tháng qua, kéo theo sức nóng và độ ẩm cũng cao. Ông Herrera chia sẻ, năm ngoái, chúng tôi đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục và khó có thể chịu được tại Thái Lan. Nhưng những gì diễn ra năm nay thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Từ giờ đến hết tháng 4, nhiệt độ của Bangkok sẽ không giảm xuống dưới mức 30°C, tính cả ngày lẫn đêm. Đồng thời, Thái Lan sẽ cần chuẩn bị tinh thần cho đợt nắng nóng kỷ lục vào phần lớn tháng 5 và từ giờ tới hết tháng 4.
Hiện, một số tỉnh miền Bắc và miền Trung đã khởi đầu tháng 4 bằng nhiệt độ lên tới 42 độ C. Trong khi đó, một số địa phương, trong đó có thủ đô Bangkok, nhiệt độ cao nhất trong ngày 1 tháng 4 dao động từ 38 đến 42 độ C. Đáng chú ý, theo tờ The Bangkok Post, hầu hết các tỉnh miền Bắc còn có chỉ số bụi mịn PM2.5 ở mức cao nguy hiểm trong ngày đầu tháng 4. Trong số này, Chiang Mai được đánh giá là thành phố có tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ nhất thế giới vào sáng cùng ngày. Trong bối cảnh như thế, ông Siri Sufarathit, giám đốc Trung tâm Biến đổi Khí hậu và Thiên tai Đại học Rangsit, Thái Lan, vừa cảnh báo nếu Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu không được thực thi hiệu quả, Đông Nam Á có thể bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi nắng nóng so với các khu vực khác. Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, Thái Lan có thể phải đối mặt với thời tiết cực kỳ nóng bức, lên đến 220 ngày mỗi năm trong khoảng 20 năm nữa. Trong khi đó, ở một quốc gia khác cùng khu vực là Malaysia, ít nhất 2 trường hợp tử vong do nắng nóng đã được ghi nhận, bao gồm một thanh niên 22 tuổi ở bang Pahang và bé trai 3 tuổi. Các quan chức ở Salah, một bang thuộc hòn đảo Borneo, Malaysia, cũng đã báo cáo gần 300 vụ cháy bắt đầu tại các trang trại, đồn điền và rừng trong suốt tháng 2 năm nay. Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mới đây lưu ý biến đổi khí hậu đã khiến Malaysia dễ tổn thương hơn bởi nắng nóng cực độ. Hiện, Malaysia đang chuẩn bị cho nguy cơ nắng nóng cấp độ thứ 3 và cảnh báo làn sóng này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ở một diễn biến khác, người dân Indonesia cũng phải chật vật đối phó với tác động tiêu cực của thời tiết khô nóng. Trong đó, có tình trạng thiếu hụt gạo khiến giá tăng cao. Năm ngoái, thời tiết tương đối nóng do hiện tượng El Nino và mùa khô kéo dài tại một số vùng ở Indonesia khiến sản lượng lúa gạo giảm 18%. Năm nay, theo Reuters, hôm 1 tháng 4, Indonesia dự kiến bước vào mùa khô vào tháng tới và đã xuất hiện nỗi lo giá gạo có thể còn tăng. Ở bên kia địa cầu, Đông Âu có cảm giác giống mùa hè hơn đầu xuân. Với nhiệt độ tăng vọt lên khoảng 21-27 độ C, cao hơn bình thường tới 1,6 độ C, nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao cũng được thiết lập ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Nga. Tại đất nước mặt trời mọc, nhiệt độ giữa mùa hè bao trùm toàn bộ Nhật Bản ngay trong cuối tháng 3. Sayaka Mori, nhà khí tượng học của NHK World thông tin, nhiệt độ như tháng 7 bao trùm Nhật Bản trong ngày 31 tháng 3, có 70 địa điểm phá vỡ hoặc đạt mức nhiệt độ cao kỷ lục của tháng. Ngày 31 tháng 3, nhiệt độ lên tới 28,1 độ C ở Tokyo, cao hơn 3 độ C so với kỷ lục trước đó được ghi nhận theo dữ liệu từ năm 1876. Nhiều thành phố khác ở hầu khắp đảo Honshu cũng lập kỷ lục nhiệt độ cao ngày 31 tháng 3, bao gồm Fuji, Nakamura, Narita, Tsukuba và Yokohama. Các địa điểm khác ở châu Á cũng chứng kiến nắng nóng kéo dài hơn bao giờ hết. Ở các quốc gia còn lại trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm Philippines và Việt Nam, sóng nhiệt cũng đang ảnh hưởng tới nhiều hoạt động sản xuất, trồng trọt. Trước đó, đợt nắng nóng kỷ lục năm 2023 khiến một số thành phố của Việt Nam bị mất điện. Năm nay, các nhà khí tượng học cho rằng đợt khô hạn kéo dài bất thường là do El Nino, một kiểu khí hậu tự nhiên bắt nguồn từ Thái Bình Dương dọc theo đường xích đạo và ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn thế giới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!